cầu xin lên trên cho con được đắc xô cách tối ào ào. Ơ, cái mặt con đàn ông quá con ơi. Có râu nữa kìa. Cái mặt nó đàn ông hơn con. Rồi chắc mặt thầy không đàn ông. Tao điển một cái là cào đờm. Thầy không được làm như vậy. Thầy ơi, chồng của cô đang đi ngoại tình. Thầy. Ê con ơi, con ơi, con ơi, anh ơi, anh ơi. Ai đối thầy muộn màng rồi em biết trách ai giờ khi mình chia ly.